Nghi thức diễu hành xe hoa thu hút sự tham gia của 15 xe hoa được trang trí công phu kỹ lưỡng, với các biểu tượng về truyền thống văn hóa con người Việt Nam nói chung, truyền thống của mảnh đất Đà Lạt, Lâm Đồng nói riêng. Cùng với đó là các biểu tượng của Phật giáo về trí tuệ, từ bi, vì cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Hàng chục xe hoa nối đuôi nhau đã diễu hành trên các trục đường chính như Hai Bà Trưng, Trần Phú, Trần Quốc Toản, Lê Đại Hành và khu vực Hồ Xuân Hương, quảng trường Lâm Viên, đã thu hút đông đảo các tăng ni Phật tử và người dân tham gia hưởng ứng. Thông qua đó là dịp để chào mừng thành công của Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566, Dương lịch 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đồng thời góp phần chuyển tải thông điệp yêu thương của Đức Phật đến với tất cả mọi người.